Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Theo kế hoạch, chiều mùng 2 tháng 7, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh mở phiên phúc thẩm giải quyết vụ án dân sự về tranh chấp hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán giữa nguyên đơn là khách hàng Trần Thị Trúc ở Bắc Ninh và bị đơn là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Vietcombank. Theo đơn tố giác của bà Trần Thị Trúc, qua các cuộc điện thoại, bà đã bị người tên Tô Ngọc Dầu tự giới thiệu công tác tại Cục Quản lý Giao thông Đường Bộ Đà Nẵng và một người khác tên là Hải tự xưng là cán bộ tại Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy lừa hơn 26,5 tỷ đồng. Họ thông báo bà tham gia giao thông gây tai nạn tại thành phố Đà Nẵng và liên quan đường dây buôn ma túy rửa tiền. Người tên Hải yêu cầu bà Trúc mở hai tài khoản ngân hàng, cài đặt phần mềm bảo mật có biểu tượng huy hiệu Công an Nhân dân vào điện thoại, tiếp tục yêu cầu bà chuyển 26,5 tỷ đồng vào hai tài khoản ngân hàng để chứng minh nguồn tiền của bà là trong sạch và không liên quan đến đường dây buôn ma túy, rửa tiền. Bà Trúc sau đó đã huy động người thân chuyển tiền vào hai tài khoản ngân hàng, trong đó có tài khoản mở tại Vietcombank chi nhánh Kinh Bắc. Ngày 22 tháng 4 năm 2022, bà đến mở tài khoản tại Vietcombank chi nhánh Kinh Bắc. Tuy nhiên, sau khi mở tài khoản, bà Trúc không nhận được bất cứ cuộc gọi điện thoại hay tin nhắn nào của Vietcombank chi nhánh Kinh Bắc về biến động số dư trong tài khoản vào số điện thoại mà bà đăng ký với Vietcombank khi mở tài khoản. Từ ngày 22 đến 24 tháng 4 năm 2022, bà và một số người nhà chuyển tổng hơn 11,9 tỷ đồng vào tài khoản vừa mở. Khi bà Trúc đến ngân hàng kiểm tra số dư tài khoản thì được nhân viên Vietcombank thông báo tài khoản của bà chỉ còn 114.718 đồng, trong khi bà Trúc không hề thực hiện bất cứ giao dịch rút tiền nào. Đặc biệt, theo bà Trúc, sau khi biết việc bà Trúc mất tiền, từ nhân viên đến cán bộ quản lý của Vietcombank chi nhánh Kinh Bắc đã không tư vấn, không hướng dẫn cho bà Trúc thực hiện trợ giúp khẩn cấp. Ngân hàng cũng không có hành động kịp thời để bảo vệ cho khách hàng gặp rủi ro cũng như hạn chế, ngăn ngừa kẻ gian tẩu tán số tiền đã rút trong tài khoản của khách hàng mà chỉ hướng dẫn bà đi trình báo cơ quan công an. Bà Trúc đã khởi kiện Vietcombank ra tòa và yêu cầu bồi thường toàn bộ số tiền 11,9 tỷ đồng bị mất trong tài khoản. Tuy nhiên, đại diện Vietcombank phủ nhận và cho rằng đã thực hiện đúng đầy đủ các quy định tư vấn, hướng dẫn thủ tục mở và sử dụng tài khoản của khách hàng. Phía máy chủ của Vietcombank đã xác nhận các giao dịch đều được thực hiện trên số tài khoản, password, OTP đã cung cấp cho bà Trúc. Bà Trúc đã không bảo mật được thông tin và để rơi vào tay kẻ gian, đó là trách nhiệm của bà Trúc. Tòa án nhân dân huyện Từ Sơn cho rằng bà Trúc nghe theo đối tượng lừa đảo cài đặt phần mềm bảo mật từ đó, bà Trúc vô tình làm mất quyền kiểm soát thiết bị điện tử đã đăng ký với ngân hàng. Hội đồng xét xử nhận định, nguyên nhân chính trực tiếp làm mất số tiền trong tài khoản là do bà Trúc. Việc con banh chi nhánh Kinh Bắc cũng có một phần lỗi là đã không giải thích kỹ các quy định của ngân hàng, không cảnh báo trước thủ đoạn lừa đảo mới của kẻ gian để hướng dẫn cảnh báo khách hàng. Từ đó, bà Trúc đã không nhận thức được việc làm của mình, đã gián tiếp để kẻ gian chiếm đoạt toàn bộ số tiền hơn 11,9 tỷ đồng. Theo đó, tòa cấp sơ thẩm đã tuyên chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của khách hàng buộc ngân hàng Vietcombank bồi thường 700 triệu đồng. Tuy nhiên, nguyên đơn và bị đơn không đồng ý và cùng kháng cáo.